những cái lý do như thế này ấy, nó đều là ngu xịn hết em ạ. Để anh kể nếu như mà lý do nào nó trùng hợp với những lần trên tay em có, chúng ta nên xem xét lại. Một là anh ơi em đang bận lắm, hai là anh ơi em đang stress lắm, ba là anh ơi anh không hiểu được em, bốn là anh không biết gì cả, đây là áp lực từ chỗ khác, năm là anh không còn yêu em nữa, em cảm thấy thế. Tất cả những cái lý do đấy người ta gọi là lý do cứt bỏ. Bởi vì nó chỉ là lôi ra để làm lý do thôi em ạ. Nên là anh khuyên em á, bảo bạn ấy có yêu thì yêu, không yêu thì cút. Trả dép cũng về, trả dép cũng về. Ok, ngồi đây lâu, học nóng lắm rồi. Để bạn đi nhá. Nên là chúng ta cố gắng mà có một cái tình yêu nó trong sáng hơn đi.